Rồi hello, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay thì mình giới thiệu với anh em một em AB150 2020 nha anh em. Vừa được shop mình nâng cấp một cái quả bi cầu LED Kenyo S500 mắt quỷ một màu đỏ và vòng 3D rất là đẹp đây. Đây là vòng 3D dạng như là cái hoa văn rất là đẹp ha. Cái combo này là combo đơn giản, rẻ và cái ánh sáng ok cho anh em AB lựa chọn. Đó, rất là đẹp nha anh em. Cái này là combo mà mình lên Kenyo S500. Về cái phần công tắc của nó thì toàn bộ là được giữ nguyên zin. Ở đây thì mình thay cho em nó một cái công tắc vaccine SH. Và công tắc này có nhiệm vụ là sẽ là bật tắt luôn. Bật tắt và vaccine pha code đầy đủ trong này luôn anh em ha. Bây giờ mình sẽ thử nha, nổ máy nha. Rồi khi mà anh em muốn đi á thì anh em chỉ việc là nhấn cho mình cái nút vaccine này một lần này thì nó sẽ lên code của đèn bi và lên pha. Đây chúng ta lên pha code này, đó ha, vaccine này. Đó, bấm vaccine một lần thôi, bấm vaccine một lần thì nó sẽ có đèn sáng đèn bi lên, pha code là bình thường, có báo pha đầy đủ nha anh em. Đó thì bây giờ cũng tối rồi, mình sẽ thẳng sẵn nhân tiện mình test cho anh em xem cái ánh sáng của bi Kenyo S500 nó như thế nào luôn ha. Và đây là một cái combo giá rẻ hợp lý dành cho những anh em muốn chỉ nâng cấp ánh sáng thôi thì chúng ta lên cái quả này. Đó, một bên là đèn zin, một bên là đèn bi, nhìn nó cũng rất là lạ, không gọi là bất đối xứng nhưng mà nó rất là đẹp. Bắt lẽ thì mình lấy ý tưởng từ những con BMW S1000 đời cũ thì nó thiết kế cái đèn theo cái phong cách là bất đối xứng. Thì đây là cái ý tưởng mà rất là nhiều anh em đang muốn độ. Thứ nhất là chúng ta tiết kiệm được chi phí, thứ hai là chúng ta có một cái bộ đèn nó lạ và nâng cấp cái ánh sáng lên rất là nhiều. Đối với bộ đèn này thì anh chủ xe lúc đầu thì qua hỏi mình về cái mặt năng sáng, nhưng mà sau một hồi thì mình tư vấn cho anh chủ xe về cái độ sáng của con mặt năng sáng và bi cầu thì anh quyết định là lên luôn cái bi cầu. Và bộ bi cầu này thì bên mình làm cho anh em là tăng chỉnh lên xuống là bình thường như zin. Đặc biệt là full giắc cắm. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái công tắc duy nhất và để sử dụng thôi, là công tắc này là vừa là bật tắt đèn, vừa là pha code, vừa là vaccine, đầy đủ tính năng trong này luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ test ánh sáng của em bi Kenyo S500 ngoài đường cho anh em xem luôn nhé, để anh em có thể có một cái video nó nhìn nhận nó khách quan và nó chi tiết nhất. Ok anh em. Rồi xin chào anh em. Hiện giờ thì mình đang ở ngoài trước cửa hàng. Thì đây là cái ánh sáng mà có điện đường đầy đủ. Rồi điện đường cũng rất là mạnh nha anh em. Và bây giờ hiện tại thì khoảng hơn 6 giờ tối. Thì đây là cái code mình đã canh cái tầm này cũng tương đối là ok cho chủ xe rồi. Pha lên em. Đó, pha của Kenyo S500 nha anh em. Cái này thì không bị che chở pha cho nên là ra được ánh sáng tốt luôn anh em nhé. Đó, có đầy đủ trợ pha đầy đủ luôn. Code đi em. Code. Rồi em bắt xin nhanh cái nào. Rồi em tắt đèn vaccine luôn em. Tắt đèn. Rồi anh em có thể nhìn thấy ánh điện đường không? Rất là rõ ràng nha. Rồi rất là mạnh nha, điện đường bây giờ rất là mạnh nha. Tầm 6 giờ là cực kỳ mạnh luôn. Rồi pha bật đèn. Vaccine em, tắt đèn vaccine nhanh. Vaccine. Đó anh em thấy không ạ? Cái này là auto vaccine nha anh em. Đó, chúng ta giữ thì nó sẽ auto vaccine. Rất là sáng, rất là ok nha. Thì anh em nào có nhu cầu muốn nâng cấp bi LED cho cái em AB2020 này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên các màn hình cho mình nha. Hoặc là anh em nào ở khu vực Đắk Lắk lân cận thì anh em có thể ghé địa chỉ 123 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nha. Thì bên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ anh em lắp đặt. Mọi thắc mắc thì anh em cứ để lại comment bên dưới thì bên mình sẽ cố gắng là trả lời anh em ha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em thật nhiều. Đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha.